Chị, mẹ mẹ em Việt Nam gọi. Cho chị gọi lời thăm nha. Dạ. Má hả má? Dạ, má khỏe không? Tết năm nay con không về thăm má được. Năm sau con về con thăm má nha. Má đừng có buồn. Nhưng mà con có gửi về cho má 400 ăn Tết á. Trời ơi, bà già chúng mánh có 400 đô ăn Tết. Không, phải 400 hết của má đâu. Nè, má nghe con nói nè. Của má 100, bà ngoại 50, bà cố 30, anh 2, anh 3, bé 4, bé 5, mỗi người 25 đồng. Còn 8 đứa cháu còn lại á, má chia hết cho con mỗi đứa 15 đồng nha. Mỗi người chút đỉnh ăn Tết cho vui mà. Con này làm má nó mừng hụt. Hả? Má nói gì? Trời đất ơi, con thắm con anh 2 sắp lấy chồng. Trời đất ơi, mới có 17, 18 tuổi mà lấy chồng chi sớm cho cực vậy trời. Quê ta lấy chồng sớm lắm bà ơi. Hả? Má nói gì? 4 tháng rồi hả? Rồi, dính rồi. Chết chết không được má ơi. Lấy liền cho con nha, làm liền, làm đám cưới liền. Hả? Cần 2.000 làm đám cưới gấp. Trời đất ơi, má biết má muốn anh 2 ở bển mà nở mặt nở mày, bên này con méo mặt luôn quá. Thôi được rồi, má đừng có khóc nữa, con biết rồi. Từ từ, mai con tính xong rồi con gọi với má nha. Nha. Dạ. Bye bye má. Trời ơi chị ơi, rầu rĩ quá chị ơi, Tết nhất tới nơi rồi mà sao em buồn quá. Rầu mà sao mày diện dữ vậy? Đâu có đâu, tại đồ này bà Natalie mới cho em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, cái đồ nó cũ nó thải liền nè, đồ nó cũng nó thải cho chị sửa là chị mặc nè. Vậy hả? Cũng bả luôn á hả? À. Dạ. Sao? Chuyện gia đình có gì không vậy? Có thì em rầu rĩ quá, làm nhiêu cũng đủ hết chị ơi. Thì mẹ mình mà mình cũng phải giúp đỡ chứ, phải trả hiếu cho mẹ mình chứ em. Thì em biết rồi, nhưng mà đâu phải mình mẹ em đâu chị. Tới mười mấy người ăn theo mẹ em lận. Biết rồi thì gia đình thôi cho chút đỉnh thôi, còn ăn thua là mẹ em. Em biết không, mình bây giờ mình làm con, mình phải có hiếu với cha với mẹ. Em chưa có con em không có hiểu lòng cha mẹ. Cha mẹ đâu có cần tụi em đáp ứng cái gì đâu, chị thấy không. Chỉ cần là ngoan ngoãn lịch sự nghe lời cha mẹ. Bây giờ chị nói thiệt em nha, một đồng em gửi về cho má, má em quý như gửi 1.000 đồng vậy đó. Bởi vì chị nói thiệt, con cái không bao giờ nghĩ đến cha mẹ. Nè, chị vừa đọc một cái chuyện em biết không, có một thầy chùa thì ngồi thử lòng người ta biết không, ngồi trước một cái quán ăn bán đồ ăn vậy nè, 10 người đi qua mua đồ ăn thì 9 người á, mua bánh về cho con cái, chỉ có 1 người mua về cho cha mẹ thôi. Có nghĩa là sao? Là lúc nào cha mẹ cũng nghĩ tới con cái mà con cái không bao giờ nghĩ tới cha mẹ. Cho nên chị đó. Cái gì? Ủa mà chứ mấy bữa nay thằng Xuân nó không có gọi cho chị hả? Ai? Thằng Xuân á. Thằng Xuân đó hả? Đừng bao giờ nhắc thằng Xuân trước mặt chị nha, nghe không? Chị coi như là không có nó vậy đó. Chị đâu thèm gọi nó đâu em. Kệ đó, nó muốn sống làm sao sống, không bao giờ chị thèm gọi nó hết trơn á. Trời đất ơi, con cái bây giờ nó hư hỏng quá thì nó làm đau lòng cha mẹ mà nó không biết, mà nó cứ nhân nhở. Kệ nó đi chị, đừng nói với nó nữa, cho nó đi luôn đi. Thì bởi vậy chị. Cái gì? Cho em gửi tiền nhà tháng này nè. Thôi em đang kẹt quá mà, thôi không ai giữ đi rồi gửi về đi cho con cháu làm đám cưới, chúng nó đẻ giờ đó. Ủa sao chị biết? Tao nghe mày nói. Ủa, nghe lén hả? Có, mày nói ổng ổng rồi tao nghe chứ đâu nghe lén rồi nào. Mà cũng tại em. Sao? Tự nhiên không, chuyện gia đình nói loang cho chị nghe. Bởi vậy chứ tao đâu phải nhiều chuyện đâu. Tại em nè. Dạ. Mày rầu tao cũng rầu mà mày thấy không, tao làm hãng tiền ở đâu vô đó trơn cái trọi à. Có chỗ có thể giúp được chị chỉ cho. Ai vậy chị? Con Natalie nhà mình nè. Thôi chị ơi, nó không chồng không con mà làm ăn cũng có tiền, nó nghề làm tóc làm tay của nó cũng có nhiều tiền lắm á. Không ấy mượn nó ít đi rồi gửi về rồi trả lại cho nó. Thôi kỳ lắm, em mượn hoài à. Mượn được có trả anh ta không đó? Trả, em trả đàng hoàng mà. Có hả? Thì thôi họ không. Ủa, mà sao sáng giờ chị không thấy nó đâu ta? Ủa chứ chị cũng biết hả? Biết cái gì? Trời ơi, mỗi lần mà bà đi đâu á hả? Bà make up cái mặt bà không á hả? Mấy tiếng hồ bà mới bước ra khỏi phòng á. Còn nó điệu, dễ sợ điệu vậy đó hả? Mà nghe nói sáng nay như đi thăm người yêu gì mà. Thăm người yêu nữa? Ừ. Trời ơi, bộ có đâu? Người yêu nữa hả? Đâu gọi chị, bà thử gọi thôi. Bà. Natalie! Natalie! Happy, em happy. Yeah. Everybody happy, huh? What? Oh my God. Why you look at me like that? You got it? Yes, I am. Bóng. Mà phải bóng lộn nha.
này là bóng lạ đó. Bóng lạ là bóng duyên, bóng dáng, bóng sang, bóng trọng, bóng duyên, bóng dáng, bóng đáng đồng tiền. Không phải như ai kia, vừa xấu, vừa lùn, chui, vừa mùng cũng xấu. Xin lỗi anh ngồi hàng đầu, khép hai chân lại giùm em cái. Nhìn thấy bực bội gì đâu à. Tại vì mình số hưởng. Hi, how are you? Fine, right? How are you? Fine. No. You don't look good. Oh no. You don't look okay. No. Why? Look at me. I don't care. When it's good, I'm good. When it's bad, I'm better. I don't care. Cái sức kỳ vậy hả bánh bèo? Sao? Cái này sao? When it's bad thì I'm better, phải không? Ờ. Con kia nó đang kẹt chuyện gia đình nè, không có giúp giùm nó đi. Trời thôi, hú hồn nha. Đừng mượn tiền nữa nha. Mượn trả đàng hoàng chứ bộ. Ừ, nó trả mà. Ờ, phải rồi, nhỏ này nó trả, mà trả ngộ lắm chị. Sao? Nó trả góp. Có sao đâu. Ờ, trả cho góp. Nó mượn 1,600. Ừ. Nó trả góp mỗi tháng 16 đồng. 6 năm cũng chưa hết nữa. Thôi đi vì 6. Em mượn thôi làm dữ. Ừ. Thôi nha, lúc trước á, cô có chuyện gì tôi giúp thẳng tay đó. Ờ. Kể từ bây giờ tôi kẹt rồi. Trời đất ơi, làm gì kẹt? Kẹt cái vụ gì em? Sắp sửa lấy chồng. Hả? Cái gì? Sao nghe nói gì hết trơn vậy? Sao giấu dữ vậy? Hả? Trời ơi, làm gì hết hồn vậy má? Mới chuẩn bị thôi. À. Tại anh ấy muốn dẫn mình về giới thiệu với ba má ảnh. Ồ vậy hả? Coi như là hôm nay về ra mắt gia đình chồng quá hả? Em, ở bên New York nó lạnh lắm đó. Em mặc cái này phong phanh lạnh chết luôn á. Nhớ mang áo lạnh đi. Ủa đi New York làm gì? Ủa? Thì em mới nói với chị cỡ 10 bữa trước là em có quen với ai mà Mỹ mà lai Ý á. Có gốc người Ý mà nó làm luật sư mà nó bán pizza đó. Tôi chết. Ở New York. Chết có không? Có không? Có. Trời ơi quên tại có nhiều trai quá cái quên. Ủa vậy hả? Có. Thằng này Mỹ trắng mà lai Ý nha. Lai Ý đẹp lắm chứ. Nó đẹp lắm chị, nhưng mà nói em bỏ rồi. Ủa bỏ rồi hả? History rồi. Ủa vậy hả? Em nói anh chị nghe nha, cái thằng này nó giàu lắm đó. Nhà nó giàu mà từ trong trứng giàu ra đó. Vậy à. Chứ phải giàu mà từ ngã 7 ngã 3 mà giàu về đâu. Sao bỏ được? Mà dám bỏ đó. Nhưng mà khổ nổi có cái em phải đau được. Cái gì? Ông nội là Godfather. Là bố già đó. À. Là băng đảng mafia đó. Trời đất ơi, ý đúng rồi. Trời đất ơi, nó băng đảng mà vui nó không nói gì, nó buồn nó bắn lò tàu hũ sao? Ủa vậy sao chứ bữa trước nghe nói gì quen police gì trên sân phăng mà. Ủa có nữa hả? Ai biết đâu, mà nói với tôi đâu có. Ủa, biết. À có. Nhưng mà cũng bỏ luôn rồi, history rồi. Ủa sao bỏ dữ vậy em? Chị, xấu quá bỏ đó. Ê, chắc thằng nó xấu phải không? Cái suy nghĩ sao vậy? Gái này mà quen trai xấu hả? Xin lỗi nha. Cái thằng này đó chị, thằng police này nó bự con lắm đó. Vậy à? Nó cao 4'6" đó. Trời đất ơi, 4'6" mà cao gì trời. Lộn bà. Nó cao 6'4". Cao chị biết không? Trời ơi, nó bự tới mức độ mà mỗi lần em nằm kế bên đó đó, em giống như là con mèo ngái ngủ trong tay anh vậy đó. Trời ơi. Bà mà là con mèo chắc nó con quỷ quá. Thôi đi má. Bà lanh quá. Nhưng mà khổ nổi con cái vậy chị ơi. Sao? Nó ghen quá. Thì người ta yêu người ta ghen. Trời ơi, nó ghen lạ quá, làm police nó lên ghen lạ quá chị. Biết sao cỡ em vậy nè. Mà mỗi lần sáng đi đâu nó còng tay em lại đó. Trời ơi. Nó bệnh nghề nghiệp rồi hả? Chiều về nó mở ra. Chiều về nó mở ra, sáng nó còng, chiều về nó mở ra. Em ơi, tình yêu nó hay quá em ơi. Em nghĩ coi, nó còng cái em chờ đợi cái chiều nó mở ra, cái hai người yêu nhau, tình yêu lãng mạn quá em. Hay lãng hay. Lãng mạn cái mụ nội em. Trời ơi, có bữa nó còng nó quên về. Nó còng em 3 ngày nó mới về. Trời ơi, quý vị biết sao nó còng em trong chậu bông hồng đó. Mà nó còng từ khi chậu bông hồng, cái bông hồng nó đứng vậy nè, nó tới khi mà nó xìu đụng tới cái lỗ mũi luôn vậy đó. Mà nó không có về. Chị tưởng tượng coi, em bị còng vô trong chậu bông hồng nè. Tối em ngủ giống như công chúa ngủ trong rừng vậy đó chị. Trời ơi, đó 3 ngày sao nổi. Đó rồi 3 ngày nước bông hồng nó thúi cỡ nào. Chịu không nổi, tôi tức gì đâu. À, bởi vậy mới bỏ đó phải không? Sợ quá là bỏ luôn á. Mà thiệt á nha, tôi công nhận á, bà hay thiệt á. Hết quen Pháp, quen Ý nè, quen Mỹ nè. Rồi giờ bà đi nước nào rồi? Không đi nước nào hết. Ủa vậy chứ đi đâu? Đi Phước Lộc Thọ. Là đi đâu vậy? Làm sao? Gì vậy má? Phước Lộc Thọ là Việt Nam á. À, quen Việt Nam, bây giờ quen Việt Nam. Cuối cùng em thấy đồng hương phục vụ đồng hương vẫn hơn. Em nói chị nghe nè, bởi vì ông bà ta nói đúng lắm đó chị. Ta về, ta tắm bao ta. Dù trong dù đục cho dài con lăng quăng nó ngứa mà ao nhà nó vẫn hơn. Ừ,
Nào giờ anh quen Mỹ không à? Quen với Mỹ không à? Mở miệng ra cái honey I love you, I miss you. Come on, come on baby, oh yeah. Có nhiêu đó chán quá. Cho nên em quen Việt Nam. Việt Nam mình cùng ngôn ngữ nói ra nó hiểu nhiều chị. Đúng rồi em. Đó, em quen với Việt Nam mình lãng mạn lắm chị. Vậy hả? Bữa hổm hai đứa em đi ăn bún mắm. Trời ơi, tình tứ quá, tình tứ quá. Ăn bún mắm xong cái nó nói em sông phải trôi ra biển. Con người ta sẽ trở về với cát bụi. Nhưng tình yêu của tôi ta mãi mãi ấm áp như bầu môi. Rồi nó không có chọc lên cái miệng đầy bún mắm của em luôn á. Em nhận bà hay thiệt á. Gì? Tình yêu nùm nớp sao? À. Sao? Sướt chứ sợ luôn á. Mà sao tôi chờ hoài không thấy ai yêu tôi á. Gì vậy cô? Tình yêu mà ngồi chờ. Thì đúng rồi em. Bà làm như bà hoa hậu bà ngồi chờ. Các bạn nghe nè, bây giờ tình yêu bây giờ phải looking for love. Là gì? Phải tìm, phải kiếm, phải cào, phải khấu, phải dằn, phải xé mới có nữa má. Trời ơi, cái tình yêu bây giờ mình ngồi chờ. Ủa vậy biết em? Mà chỉ tôi đi. Gì? Trời ơi, làm chị em tôi ngồi chờ muốn mỏi mòn luôn vậy đó à. Muốn có không? Muốn, chỉ đi. Chỉ vài chiêu nha. Trước tiên muốn có tình yêu á là phải qua 4 step. Ủa chị, yêu gì có tép tôm gì đây nữa? Trời ơi, bây giờ con nhỏ này nó không rành tiếng Mỹ, không chịu đi học ESL. Nó làm quá, nó cày quá, nó gửi tiền về Việt Nam. Step đó. Tiếng Mỹ có nghĩa là đi. Chưa đi nổi đâu em, mới có bước à. Thôi bước đi cũng vậy, bà khó chịu vậy. Bốn bước thôi chưa. Step thứ nhất, mà nhớ nha, trai giống như con mồi vậy đó. Trời đất ơi. Step thứ nhất, phải tìm kiếm con mồi giữa đám đông. Mà đám đông là ở đâu? Trời ơi, nó rất khờ quá. Đám đông là ở đâu? Là đi club, là party. Mà party là gì? Là đám tiệc, đám cưới, đám hội, đám quải, đám giỗ. Có đám nào mà chui vô hết cho tao? Đám nào vô? Vô hốt xác hả má? Trời ơi, cái nhỏ này nó lanh mà sao nó ngu quá chị? Thì đám ma vô tiệm xác hả? Thì đám ma cũng là đám vậy em. Ờ đó. Tiêu đám nào cũng vô, tôi đâu có biết đó, đó. Step thứ nhất là tìm kiếm con mồi giữa đám đông. Rồi. Step thứ hai là gì không? Làm gì? Phải xác định giới tính con mồi. Rồi cảnh nữa. Tự nhiên khi không xác định, nhìn là biết đàn ông, đàn bà, làm gì xác định. Đúng rồi. Ê, em làm cái đó nó hơi dư. Bây giờ tao hỏi mày nè, cỡ tao ra đường tao gồng, ai biết tao gống bóng? Trời. Đúng. Không, quá đàn ông. Em quá đàn ông. Nghĩ sao vậy chị? Hả? Cả thế giới biết bả bóng luôn á. Có mình chị biết không biết bả bóng à. Trời ơi, bà không biết hả bà? Đúng rồi đó. Lúc mà em mới vô ở chung với chị đâu biết em bóng đâu. Trời ơi, bả làm quá trời ơi, tôi bóng ở quá lâu trời, bà biết rồi. Ở lâu rồi chị mới phát hiện ra em bóng. Thấy không? Cho nên bây giờ vậy. Ủa sao vỗ tay? Không có trời. Tôi bóng bả không biết, tội nghiệp bả ghê. Nói nghe nè, hay chưa, phải xác định giới tính của mồi là bông hai trái. Vì bông hai trái là trai hay bóng á. Phải xác định giới tính của mồi là bông hai trái. Mà nếu nó nụ thì sao? Nụ hả? Từ chờ nó nở ra thành bông rồi biết ra liền à. Sao không biết gì hết trơn à. Đó, step thứ hai. Rồi step thứ ba. Làm gì? Từ tôi chỉ. Tôi nôn quá. Step thứ ba là phải gây sự chú ý của con mồi. Gây sự chú ý của con mồi làm gì? Mẹ bà, nhỏ này sao nó ngu quá trời vậy. Phải thực tập cho nó biết mới được. Chị cho em xin miếng tí music. Đó, em dạy chưa? Tìm kiếm con mồi. Rồi, thấy con mồi rồi phải không? Tới gần. Xác định giới tính con mồi. Rồi sau đó làm khùng làm điên. Nhảy. Chạy tắt. Tắt nha. Ê, bà làm cái gì vậy? Bà vô vũ trường hay bà đi gánh nước vậy? Trời. Gái vậy mà như khúc cũ vậy má. Từ tôi tập. Tại bên Việt Nam gánh nước nhỏ lớn rồi. Trời đất ơi, tập cho tôi cái nha. Rồi, qua ba cái step đó rồi. Quen biết giới có được rồi gì. Step thứ tư là step quan trọng nhất. Làm gì? Là phải lịch sự giữa phòng khách. Trời ơi, ẹp. Nó mà tàn bạo trong phòng the. Tàn bạo trong phòng the. Trời đất ơi. Gì trời? Nghĩ sao vậy? Chỉ là đàng hoàng tự nhiên cái bắt tàn bạo trong phòng the à? Trời đất ơi, thôi chỉ thôi, chị coi rồi chỉ được không? Chỉ tự nhiên cái ba em tàn bạo trong phòng the. Trời ơi, cô tướng có nó kìa. Nghe tới phòng the mà nó sợ. Nay mai này vô tới trổng rồi nó thành quỷ luôn. Ờ,
ông ta còn nhỏ mà em nói gì đâu không đó. À anh nói chị nghe, nói chờ vẫn chơi thôi, nãy giờ hai đứa em thương nhau lắm, mà cái thằng kép của em á nó đang ở ba má nó. Nó giàu lắm, má nó có mấy cái tiệm vàng Phú Đức Thọ đó. Trời ơi, má ruột nó có tiệm vàng hả? Không phải, má nuôi. Má nuôi. Dạ. Má nuôi. Rồi ba của nó đó có mấy cái dealer xe ở đường Bô Sa đó. Trời đã vậy. Ba đẻ ra nó có cái tiệm dealer. Không, ba nuôi. À nuôi luôn chị ơi. Rồi chị của nó nha có mấy cái tiệm Phú Tô Go được Phú. Trời ơi, cái gì? Ở đường Phú Thọ. Bán bánh thọt hả? Không, cái đường có cột, có cái đường có xa cắt ngang đó. À, có cột. À. À. Trời ơi, có cột, cho nó ra tiếng Mỹ, có cột. Em có quen với Ý, nói tiếng Ý, à. Có thành mất cột á. Cái accent game là giống ra Ý đó, có cột. À. Vậy đó, hả? Vậy. À, coi như là chị cùng cha cùng mẹ với nó là... Không, chị nuôi. Trời ơi, nuôi nữa chị ơi. Bởi vì cái thằng này nó dễ thương lắm. À. Nó có nhiều cha nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi lắm. À. Bởi vậy mọi người nuôi nó chút, nó khỏi làm. Nó chơi thôi. Vậy hả? Dạ, cho nên bây giờ nó muốn ra ở riêng với em. Nè, chị nói nghe. Hai đứa muốn ra riêng ở phải không? Dạ. Đây nè, cái phòng cạnh phòng của em nó có cửa thông qua thông lại đó. Dạ. Nó còn trống đó. Không ấy chị cho xe đó, kêu nó vô ở rồi hai đứa ở động đậy đi qua lại. Chị. Nhà chị có 4 phòng, em xe 1 phòng, nhỏ này xe 1 phòng. Chị ở 1 phòng, còn 1 phòng cho Xuân mốt nó về nó ở đi vậy. Cái gì? Xuân á, mốt con chị nó về nữa. Em nói gì vậy? Hả? Trời ơi, bộ em chọc gan chị hả? Thằng Xuân mà dám về cái nhà này nữa không hả? Trời đất ơi, chị nói em nghe, cái phòng chị để trống bao nhiêu lâu nhưng mà giờ chị quyết định rồi. Chị cho xe cái phòng đó, em biết không? Em coi có bạn bè nào vô, chị dọn hết đồ thằng con chị ra, chị cho xe cái phòng đó liền. 10 đồng chị cũng cho xe, em biết chưa? Nghe chưa? Đừng có chọc giận chị nghe không? Trong cái nhà này chị không muốn ai nhắc cái thằng Xuân nữa, nghe chưa? Đang vui mà nhắc nó là bực mình à. Mệt ghê vậy đó. Trời ơi, mẹ nó phải dữ quá, hình như chồng bỏ là phải. Em nói gì vậy? Không có, chị dễ thương quá. Chị dễ thương, chồng chị yêu chị lắm. Vô duyên. Ai biết đâu bà. Tự nhiên đang vui vẻ nhắc chuyện Xuân Xuân chi cho bà bực bội vậy? Ai biết đâu. Ủa? Gì vậy? Mới nhắc tới trai trai gọi. Hoài, trai. Hello. Hi honey. I love you. I miss you. I'm ready to go honey. Oh yeah. What? You don't meet me? Why? You don't love me? Why? You're not ready to go? Why? Sao vậy? Vậy thôi trả lại 2,600 đi bà. Trả lại 2,600 đi. Vừa phải thôi à. Gì? Không trả hả? Trời. Ê, nè. Trời sao tôi khổ quá vậy trời. Cho nó mượn tiền, nó không yêu tôi nữa là sao vậy? Cái gì vậy? Sao đang vui tự nhiên khóc rồi? Ôi, sao tôi khổ vì tình yêu quá à? Gì? Cho nó mượn tiền, nó không yêu nữa. Nó rồi. Không trả gì, nó bỏ đi, nó không thèm đi với tôi nữa. Biết rồi. Tôi biết rồi. Gì? Bà em nuôi nó phải không? À, hả? Tôi nuôi rồi. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy? Nè, nó nghe nè. Gì? Nãy á, bà chỉ tôi yêu á, 4 step. Giờ tôi cho bà đúng 1 step thôi. Step gì vậy? Đừng bao giờ cho trai mượn tiền hết. Trời ơi. Thôi đừng có khóc nữa. Tức lắm. Thì khóc đi. Nè. Gì? Tự nhiên cái khóc tiếng nít gì chi vậy? Tôi khóc đó. Ủa vậy hả? Hôm nay mình sao ta? Ê. Đủ gì? Rồi nha. Gì đủ? Tự nhiên cái khóc quê như nít vậy? Tôi khóc đó bà. Hôm nay cái đầu mình bị gì vậy ta? Trời đất ơi, tiếng nít khóc thiệt trời. Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Ở đâu có đây không? À, cái gì vậy? Ôi, tôi quên, tôi lộn, tôi bóng mà má sợ gì? Ở đâu? Ý, ở ngoài. Có con ai ngoài này nè? À, con ai mà đem vô đây? Đem lại nha. Ê, từ lạnh nhỏ, đem để xuống. Có con ai vậy? Ai biết, để xuống. Trời ơi, nó cười kìa dễ. Cho vô nhà nó cười kìa. Ê, con ai vậy? Má. Trời ơi, nó có ba má má nữa. Còn ba má nó. Ờ. Nè, nhìn biết ai không? Bóng. Trời ơi.
Ấp ấp. Công nhận thằng này nó thông minh thiệt á. Nó nói bà bóng á. Dễ thương quá. Mà nhiều chuyện đó má. Nó vui quá. Ê bánh bèo, mày làm cái thôi không nói mà chơi double luôn. Hả? Hồi sáng nha. Gì? Thấy ông cầm nguyên bình sữa tươi đi vòng vòng nhà ông uống nè. Ê xin lỗi chị nha, sữa tươi là tôi uống mỗi ngày nha. Còn ngày hôm qua mày ngồi mày coi tivi tao thấy mày ăn nguyên rổ hột mít nè. Phải không? Hột mít là ngày hôm qua, sáng nay uống sữa tươi nè. Ông phải không? Đứng rồi mày. Thì là mày hả mày? Mày coi. Đó. Trời ơi, nó làm một đống rồi. Nói vô nhà mày cũng bắt nhà mày. Để tôi lo cho. Vô đây thay thải nha. Chết rồi, chết. Ủa sao nay mày vậy? Má em có nhà không vậy? Má hả? Không có nhà. Ủa sao nay mày về đây vậy? Chết rồi, chết chắc rồi. Cái gì chết chắc rồi? Chết mà nói tao nghe coi. Mất rồi. Cái gì mất? Tiêu rồi. Mất cái này là bạn gái em nó chửi em chết luôn á. Cái gì? Mất cái gì? Cu của em. Cái gì? Mày nói cái gì mất? Thằng cu con của em. Trời ơi thằng cu con của mày. Mày nói đổ ràng tụng đâu cái kia. Nhưng mà mày để đâu mất? Sáng nay em chạy nó đi bác sĩ. Trên đường về á, nó đau quá, nó khóc la không sờm mà. Chạy ngang nhà má, xe hết xăng em mới liều, em tấp đại vô. Xong cái rồi cái lây hoay em tìm chỗ bà kia em để nó trước. Quay tới quay lui, mất tiêu rồi. Trời ơi. Thôi mà đính giùm tao cái đi. Con cái mà bỏ thằng bậy thằng bạ, police bắt là bắt là chết. Duyên làm gì bắt, con mình muốn để đâu để chứ. Ê, chị Việt Nam mới qua không biết gì hết nè. Tao đã cười con nít bên đây bỏ bậy của bà là police bắt cả nhà chưa. Thôi đi, ồn quá, mất con mày đi báo police. Nè. Cái gì? Đi báo. Cú mày đằng kia kìa. Thằng cu mày đằng kia kìa. Đây nè. Đâu? Trời đất, con cái bỏ thằng bậy thằng bạ. Cu của ba. Trời ơi. Cu của ba. Trời, con đi đâu con không báo cho daddy biết hả con? Trời, đi phải báo cho daddy biết trước hai khuôn á con ăn. Hả? Gì? Thì tự nhiên báo mày hai khuôn là sao? Trời, em hát mà. Ban nhạc trước khi đánh phải báo em trước hai khuôn nó lạc á. Trời ơi. Không báo nó lạc nó liền phải không? Trời ơi, con thấy kìa. Phải giữ được cẩn thận nha, mặt nó dễ thương của mày. Tới giờ cho nó bú, tới giờ cho nó bú. Cho bú hả? Cho nó bú đi. Dạ. Ủa, mà nó nín nè. Nín là nó no rồi đó. Con no mà daddy đói. Sáng giờ daddy chưa có ăn uống gì hết, chạy vòng vòng thôi. Daddy uống con miếng ngang con ngang. Ngang. Trời ơi, con khổ không chờ. Hả? Lâu quá. Này cho lẹ. Rồi có con đó. Oh my god. Terrible. Ý, uống hết con nhỏ luôn rồi. Thôi kệ, không sao đâu. Thôi coi kìa. Ủa? Nông nhu, nông viên nó đeo tùm lum tùm la. Thì có nó thì phải vậy thôi chứ. À mà em phải chạy đi đón má nó nữa. Em phải chạy đi đón má nó. Má nó mới sanh đi làm rồi hả? Má nó quay lại trường học cho xong lớp 12. Trời ơi, hai vợ chồng nó kìa trời. Thôi em đi chú nha. Thôi đi. Gì đó? Anh à. Ê Quỷ. Mà đi mấy tháng về tự nhiên ta kêu ta bằng anh hả? Mày nhìn của tao thì sao kêu tao bằng anh? Chị Natalie. Má em khỏe không chị? Má mày hả? Khỏe lắm đó. Nhưng mà bà còn giận mày lắm mà nha. Em biết mà. Em muốn... Mà thôi đi. Ê, khoan. Vô đây. Mày muốn cái gì? Má cậu má về lắm. Không, mày muốn cái gì mà nói tao nghe coi. Mày ngồi đây đi. Đi quá. Mày ngồi đi. Mày muốn cái gì mà nói tao nghe coi. Nhỏ. Trời ơi, nó mà thức chị. Phiền lắm. Bây giờ mà muốn cái gì? Nó nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ nhỏ thôi, để nó thức dậy. Nói gì muốn nghe gì chưa? Trời ơi, nói gì nói, nó nhỏ nhỏ. Tao nói con nhỏ bánh bèo, nó lanh ghế sợ rồi. Nhỏ xíu má. Tới bà nữa. Bây giờ sao? Nó nghe mỗi lần mà nó thức dậy, trời, khủng hoảng lắm đó. Trời ơi, làm gì khủng hoảng, có con vui chết, làm gì khủng hoảng. Trời, nữa. Chị Natalie, chị không có biết đâu. Con nít mà cứ hở 3 tiếng á là nó đòi ăn, nó đòi bú. Mà tới lúc mà gặp tối đó, mà má nó ngủ, má còn nhỏ ngủ là nó ngủ thẳng cẳng luôn à. Trời, có mình em thức dậy à. Trời đất ơi. Nhiều khi tối đang mệt, mắt nhắm mắt mở, đút lộn luôn. Trời ơi, mà đút gì lộn? Thì đút sữa. Thay vì đút cho nó
nhắm nhắm mỡ đút cho má nó. Trời ơi trời. Thằng nhỏ còn ông nhơm nhách thì giờ má nó mặc ú à. Trời ơi mặt mày giờ mình là có con là đút lộn sữa nó. Trời ơi khổ ghê đi. Có con thì mới biết thương cha thương mẹ. Cái gì hôm nay mày biết nói câu này rồi hả? Thôi ngồi đây từ từ nói chuyện đi, rồi tôi vô tôi lấy nước cho. Lấy nước đi nha. Ừ lấy nước cho rõ đó nha. Ừ hết trơn. Rồi từ từ lấy nước kéo nước ra nha. Ừ mày ăn quỷ, tao hỏi mày nè, tại sao mày còn chút xíu à, mới có 19-20 mà sao tự nhiên mà để lấy vợ cho khổ vậy mày hả? Ai biết đâu, tại yêu nhau cởi áo cho nhau qua cầu gió bay lòi ra nó đó. Trời ơi trời, đừng có yêu nhau cởi áo cho nhau rồi bây giờ vậy nè. Giờ tao hỏi nè, lúc mày đi học trong trường á, ở bên này nó có dạy mà làm sao cho được bị cái này, rồi tự nhiên bây giờ mà để ra nguyên cục vậy? Biết chứ, tại vui quá quên. Trời ơi, vui quá nó quên. Cái chàng anh đi lấy sữa cho nó, coi chừng nó giùm em chút. Em quay lại liền, coi chừng nó giùm em chút nha chị. Trời, coi chừng nó giùm em nhé. Nín đây, trời đất ơi, nhỏ mới con tháng mà cứ ngắt luôn rồi đó. Giống bà nó y chang à, cái giò cục ngủng. Dễ thương quá con ha. Này con của, không phải con của em. Thôi, em cả. Trời ơi chị, ngoài gió lạnh lắm. Đem ra ngoài đi chị. Đem nó đi. Đúng rồi, nhỏ này không xứng đáng trong nhà này chị ơi. Trời ơi, nãy nó mới vô nhà thôn Phức à, nó làm phẹt mấy cái nhà thú quắc luôn á. Thôi em đem ra ngoài nha, ngoài lạnh lắm, đem ra ngoài. Em, khoan từ từ đi, nói một câu rồi đi. Sao? Chị biết không, thằng Xuân á, từ ngày nó ở với chị ha, mặt mày nó tươi tắn, nó đẹp, nó hồng hào, nó đẹp trai gì đâu. Mà giờ nó đi về, nó xinh lép. Bây giờ nó ôm nhôm lồi hai cái lỗ tai luôn. Trời đất ơi, mày đã có con, chị nó không biết dạy con. Vô nhà con nó khóc, nó không chịu dỗ. Chị biết làm sao không? Sao? Nó quýnh thật nhỏ luôn á. Ôi trời đất ơi. Giống vậy nè. Thôi em trải rồi, ở nhà phiền phức quá chị. Em ơi. Hả? Tụi em đừng có trách thằng Xuân con chị. Sao vậy? Nhỏ giờ chị nuôi nó, chị cưng nó như cưng trứng vậy đó. Rồi giờ nó lỡ vậy làm sao mà nó biết nuôi con em? Đó, kệ nó, kệ cha đi, nó biết đâu có kệ, nó hư quá. Không, em ơi. Hả? Gì? Tại chị. Đâu có, chị đâu có chuyện đâu, chị thương nó mà. Chị một phần. Chị phần nào đâu, chị đâu có phần nào đâu. Chị nóng em ơi. Đâu có, chị đâu có nóng đâu, chị chửi nó không à. Chị nặng lời với nó. Trời ơi, chị đâu nặng lời, chị tạt nó vào mặt luôn á. Chuyện nó lỡ rồi chị không chấp nhận mà chị còn cương với nó, rồi nó tự ái chị, tự ái rồi bây giờ chị... Trời, là mẹ mà tự ái chứ trời. Tại tụi em không có biết. Trời ơi, mình có con có cái, mình nuôi nó lớn lên, mình muốn nó làm ông này, ông nọ. Còn thằng con chị nó không muốn làm ông, nó muốn làm cha. Trời ơi, bởi vậy thằng này nó ngu quá. Khổ lắm em ơi. Thôi, em đem trả cho rồi chị ơi. Không, em. Hả? Sao chị? Không, thấy ghét lắm á. Chị nó pẹt rồi. Chị chịu được em à? Chịu không? Trời ơi, nó cứng cáp lắm á chị. Trời ơi. Trời ơi, nó dễ thương dễ sợ nè. Cái mỏ nó dánh y chang chị Hương. Còn mắt nào miếng lót nữa. Thương. Thấy thương. Nó giống thằng Xuân quá. Giống y chang luôn. Cái chị Natalie ơi, hết sữa rồi. Lão hết trần. Ê, cái gì sao mà đi? Tôi giả cái chết bây giờ. Vô đi, có tao đây nè. Bà la hả? La cái gì vô đi. Má cho con lấy đứa nhỏ. Con đi liền mà má. Má cho con xin lại đứa nhỏ, con đi liền má. Má đừng la con đi liền má. Con làm gì mà ốm nhom xanh lè vậy con? Má, không có má.
con khổ quá mà. Từ khi có nó rồi, con nhớ má nhiều hơn. Nhiều hôm con lái xe về nhà muốn thăm má. Con đậu xe trước nhà, thấy bóng má qua cửa sổ mà con không có dám vô. Hôm nay con mang nó về đây, con mong má tha thứ cho con nha má. Má tha thứ cho con biết lỗi rồi. Đi trời ơi trời, tao nói mày đi trời ơi chị nói gì chết không. Trời đất ơi, chị có một cái thằng con dễ thương như vậy mà chị đủ nỡ nào chị đuổi đi. Tôi nói thiệt cái chị nha, mà tôi có một thằng như vậy hoài đó hả, tôi ôm nó suốt ngày. Con cháu mà giờ tôi má. Em nói cái gì vậy? Chị nói đi đây á là kêu nó về bên cái nhà nó xe phòng nó ở với con bạn gái nó, kêu con bạn gái về đây. Chị ôm thằng nhỏ này chị nuôi cho ăn học cho đàng hoàng biết chưa? Trời đó, đi về lẹ lên. Thiệt cơ má? Nhưng mà khoan đã, trước tiên á tao qua bên đó tao nói chuyện rồi tổ chức một cái đám cưới đầu xuân cho nó ấm cúng nhẹ nhàng rồi hai đứa chính thức được chưa? Thiệt cơ má? Thiệt gì con vô ôm má mẹ cái coi. Trời ơi má, vậy là đám cưới đầu năm nay là có đám cưới đầu xuân rồi đã. Còn sao tôi nè hả, tôi không thèm tìm looking for love vậy đó. Đúng rồi, ai tới thì tới, không tới thì thôi. Ê, ta có 2,000+ cho mày mượn về gửi về Việt Nam cho má mày. Trời ơi, Natalie. Ê, cái gì vậy? Tôi bóng bà. Phê gì? Thôi xong xuống hết chưa, vui vẻ chưa? Xong rồi. Vậy thì ra đây chúc Tết khán giả đi. Nhưng mà nói